Giới thiệu xe Suzuki XL7 bản tiêu chuẩn Ngoại thất Đầu xe XL7 sở hữu phần đầu xe có thiết kế khá cá tính và bắt mắt. Cụm lưới tản nhiệt lớn được thiết kế rất hầm hố, điểm nhấn trang trí bằng logo Suzuki to bản ở giữa cùng hai thanh ngang mà chrome tạo hình dựa theo thanh kiếm Katana của người Nhật. Cụm đèn chiếu sáng đa khoan sử dụng cho cả đèn chiếu xa, chiếu gần, đèn ban ngày cụm đèn có khả năng điều chỉnh được độ cao của góc chiếu sáng. Đèn sương mù hình tròn được đặt trong hốc đèn ốp nhựa đen đi cùng với ốc cản trước sơn bạc trông rất hầm hố và nam tính. Đuôi xe Phần đuôi xe của XL7 gây ấn tượng mạnh nhờ cùng đèn hậu sử dụng công nghệ LED được thiết kế hình chữ L với hiệu ứng 3 chiều độc đáo. Phía trên nóc xe có cùng đèn báo phanh trên cao cùng thanh giá nóc giúp tăng thêm khả năng chở hành lý, đồng thời nhấn mạnh dáng vẻ thể thao. Cóc xe mở tay, phía dưới ốp cản sau cũng được mạ bạc cùng ốp nhựa đen. Ngoài ra, phần đuôi xe còn được trang bị đầy đủ camera lùi cùng với cảm biến đổ xe phía sau. Gương, cửa. Xe trang bị gương cùng màu với thân xe với đầy đủ tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẻ. Tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng. Ngoài ra bên hông xe còn có thêm cua lốp và nẹp hông được ốp nhựa màu đen, giúp chiếc xe trông đậm chất địa hình hơn, cũng như bảo vệ thân xe khỏi các vết trầy xước do đá dâm khi di chuyển trên địa hình xấu. Thiết kế mâm, lớp XL7 được Suzuki trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu với kích thước 16 inch đi cùng bộ lớp 195-60R16. Kích thước, trọng lượng Suzuki XL7 có kích thước dài 4.450, rộng 1775 cao 1.710 mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 2740mm, khoảng sáng gầm xe là 200mm. Nội thất Khoang lái Tiến vào bên trong, khoang nội thất XL7 sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da, được thiết kế vác bên dưới trong khá thể thao. Bạn có thể điều chỉnh vô lăng gật gù trong phạm vi 40mm để phù hợp nhất với thể hình và tư thế người lái. Trên vô lăng cũng được trang bị nút bấm điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Bản đồng hồ được trang bị hai cụm đồng hồ hiển thị tốc độ và mô men xoắn. Đi cùng với đó là màn hình hiển thị thông tin 4.2 inch, hỗ trợ cho tài xế biết được trạng thái đóng, mở cửa, mức tiêu thụ nhiên liệu, công suất của động cơ. Chính giữa táp lô là màn hình cảm ứng có kích thước lên tới 10 inch, lớn nhất trong phân khúc. Màn hình này tương thích kết nối ngoại vi qua Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Đi cùng với đó là hệ thống 6 loa Twitter. Phía dưới là cùng điều chỉnh điều hòa tự động hai vùng độc lập trên xe. Cần số được bọc da, trên cần số còn có nút O, D off giúp hỗ trợ lái khi vượt xe hoặc leo đèo. Ngoài ra, ở khu vực cần số được trang bị thêm hộp đựng chai nước có khả năng làm mát, cổng sạc 12V lẫn cổng sạc USB, khay để điện thoại. Xe có hộp để đồ kim bệ tỳ tay cho người lái có thể trượt lên xuống để được chìa khóa, USB, các loại thẻ. Hệ thống ghế XL7 trang bị hệ thống ghế nỉ, cả ghế lái lẫn ghế hành khách phía trước đều có thể điều chỉnh độ cao, trượt. Cả hàng ghế thứ hai và thứ ba cũng có thể điều chỉnh độ ngã bằng tay, riêng ở hàng ghế hai còn trang bị thêm một bệ tỳ tay ở giữa. Không gian giữa các hàng ghế rất rộng, hàng ghế thứ hai có khoảng cách khá lớn với hàng ghế đầu tiên, còn hàng ghế thứ ba cũng đủ không gian cho trẻ em hoặc người có vóc dáng trung bình sử dụng. Ngoài ra, Hàng ghế thứ hai còn có thể trượt lên xuống 24cm để chia sẻ không gian với hàng ghế cuối, do đó hành khách trên xe chắc chắn sẽ luôn thấy thoải mái trên các hành trình. Chi tiết nội thất khác Một số chi tiết nội thất nổi bật khác trên chiếc Suzuki XL7 có thể kể đến như hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho cả hàng ghế hành khách, ổ cắm 12V ở các hàng ghế, hệ thống học để đồ khắp xe, khoang hành lý rộng tới 40cm, có thể gặp phẳng hàng thứ ba động cơ và hộp số. Suzuki XL7 sử dụng động cơ K15B, 4 xi lanh, dùng tích 1,5 lít cho công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 vòng một phút và sức kéo 138 nm tại 4.400 vòng một phút. Đi cùng với đó là hộp số tự động 4 cấp. Chuẩn khí thải Euro 5. Trang bị an toàn. Xe sở hữu nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, giúp người lái tự tin hơn khi vận hành trên đa dạng cung đường. Xe có hệ thống cân bằng điện tử ESP, khởi hành ngang dốc HHC, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảm biến đậu xe. Ngoài ra, XL7 được trang bị hai túi khí phía trước và các điểm kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX. Thân xe có cấu tạo hấp thụ lực tác động, giúp giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.